Lúc đó là cái gì cơ trước mặt nè. Đó, rồi em làm cái gì? Nhìn. Đúng là phản ứng sao? Nhìn má. Các em hỏi em tên gì vậy? Hỏi làm gì? Rồi móc mắt giờ cái uống hết ly nước mía cái không biết làm sao để kêu bé lại cái kêu ly nữa. Kêu đó là em làm 3-4 ly vậy luôn á. Thân rồi cái lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn cái lén lén ôm cái vô trong bếp á. Lâu lâu cái lén hung cái mà cái ngó đầu ra giờ coi bà ngoại phát hiện không. Đâu, không có. Hung cái tiếp theo không sao mà tái hiện lại được không vậy? Được. Được. Vợ mình mà đó giờ tới rồi. Có bà ngoại đang cho hung cái. Đó cái đầu xe ngay sân banh ở trong ta đã banh kệ người ta ở ngoài em ôm vợ em cho đã. Tại vì đâu có thời gian lần đầu tiên được ôm ở ngoài đường chứ thường tôi ôm trong bếp không à. Ôm xong cái hung môi, hung môi đứng ngoài đường ai nhìn kệ tranh thủ được phút nào hay phút đó xong rồi. Em mới lớn mà anh hết luôn rồi. Có cho cơ hội để hung cái đâu. Sao đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc là vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em vậy? Vậy thôi. Em trả lời sao? Không biết. Em tên là Trần Cao Minh Trí, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại công việc của em đang là giáo viên dạy thể dục nhịp điệu mầm non. Em tên là Phan Thị Thanh Thủy, năm nay em 20 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy aerobic mầm non. Ủa tụi em cưới nhau hồi nào? Dạ em cưới được 2 năm rồi ạ. À. Vừa đủ trời tuổi ơi. Là đăng ký kết hôn luôn. Tụi em có em bé chưa? Dạ rồi, em bé được 7 tháng ạ. Rồi hai em quen nhau sao kể nghe. Trước đó là em làm nhân viên sale bên công ty điện máy. Thì một ngày đó em đi đang đi làm, rồi tới buổi trưa em kiếm quán để nghỉ trưa. Thì em thấy cái quán đó vừa có cơm vừa có nước mía giỏng thì em ghé vào nghỉ trưa. Thì quán đó là quán của bà ngoại của vợ em bán, thì vợ em bán phụ. Thì vô em kêu dĩa cơm để ăn mà tự nhiên cô bé bưng dĩa cơm ra dễ thương quá. Rồi em bị sét đánh lúc nào cũng hay luôn. Rồi sau đó em cứ ngồi nhìn cô đó đi đâu cũng nhìn, đi theo nhìn, làm gì cũng nhìn. Hôm đó khách đông nhiều lắm, cũng có nhiều anh nhìn mà không có anh nào mà nhìn mình mà lộ liễu mà nhìn phát mà sợ. Đúng rồi. Dạ giờ nhìn đi, em qua đây em ngồi đi. Qua ngồi đã tái hiện lại cái hình ảnh. Đâu nhìn thử coi, nhìn lườm lườm á. Lúc đó là cái dĩa cơm trước mặt nồng. Đó. Rồi em làm cái gì? Nhìn. Đúng là phản ứng sao? Nhìn vậy má. Các em hỏi em tên gì vậy? Hỏi làm gì? Rồi móc mắt giờ cái uống hết ly nước mía cái không biết làm sao để kêu bé nó lại cái em kêu ly nữa. Kêu nữa mà em làm 3-4 ly vậy luôn á. Bé bán cho bà ngoại á, em thấy tiếp cận bé này không được rồi. Cái em đổi chiến thuật qua tiếp cận bà ngoại. Qua bữa sau em ghé tiếp, rồi cả tuần em ghé tiếp. Bà ngoại có nói cái gì về anh này cho em không? Lúc đó thì ngoại nói thằng này cũng được. Nói chung là công ăn việc làm còn cũng ổn. Có cái chiêu gì mà để bà ngoại mà diệt cái ta hay ta? Mấy lần sau em ghé mua trái cây qua mời bà ngoại ăn. Xong rồi em cũng ghé tới lui rồi cả tháng. Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 cái em mua gấu bông to thiệt to em tới em làm quà tặng cho bạn gái. Mới tỏ tình là bạn gái anh nha. Rồi xong vợ em mới chịu. Rồi bà ngoại đồng ý. Lấy như ra nó không chịu đâu. Mà tại vì á bữa đó mưa tầm tã mưa lớn lắm. Ổng chạy qua, gấu bông ướt nhẹp rồi. Chỉ có mấy bọc trái cây thôi đó. Có con gấu bông ướt thôi đâu mà kiếm được cái trái cây người đẹp như thế này. Dễ gì chưa đâu. Ủa phải không? Chưa. Còn có cái gì nữa không á? Suy nghĩ là em phải gọi là nịnh bà ngoại. Dạ. Đúng chưa? Nhiều hơn dạ. Nữa đúng không? Thí dụ, có dạ. Hành động gì? Hay là có một cái việc làm? Dạ có việc làm cho anh đợi. Đây nhân viên không công vô làm suốt từ bưng ly cho tới rửa ly rồi quét nhà lau nhà rồi phụ, nói chung là coi như là vô làm ô xin luôn. Gần một năm sau mới tới đám cưới. Nội bất xuất ngoại bất nhập không cho đi đâu hết. Không cho đi đâu hết. Dạ. Có nghĩa là muốn làm gì muốn nói gì ở quán có là mật vụ là bà ngoại. Dạ đúng. Thân rồi cái lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn cái lén lén ôm cái vô trong bếp á. Lâu lâu cái lén hung cái mà cái ngó đầu ra dòm coi bà ngoại phát hiện không. Đâu. Không có hung cái tiếp theo. Hung sao nó tái hiện lại thôi. Được không vậy? Được hết. Được. Đó. Vợ mình mà đó giờ tới giờ không có bà ngoại đây thương cái. Không. Mà có đặc biệt một cái chuyện này em nhớ tới bây giờ á là nhà mẹ vợ em có nuôi con chó đó hung dữ. Ai đi ngang nó cũng sủa hết trơn á. Cái lần đầu tiên em vô nhà vợ em á chó nhìn em nó không sủa. Thấy chưa? Ông lén ông hung nhiều tới cái mức mà cái mùi của bà này thẩm qua người ông luôn. Rồi ông đi đánh lừa được cái bà chó luôn. Trời đất ơi. Là... Có một lần á là lúc đó là được đi chung á, là cha là mẹ em với lại bà ngoại này kia đám cưới. Lúc đó thì cũng dành cho hai đứa mày một vé rồi cho đi chung luôn. Xong rồi bữa đó là mẹ mắc gì chuyện công việc gì đó mẹ về sớm. Em với chồng em á thì lúc đó cũng nói với mẹ là thôi để ăn xíu rồi, nhưng mà lúc đó là cũng xin về luôn, chạy về tới nhà nhưng mà không về vô nhà mà chạy ra gần cái sân banh gần nhà đó. Lúc đó cái đầu xe ngay sân banh ở trong ta đã banh kệ người ta ở ngoài em ôm vợ em cho đã. Tại vì đâu có thời gian lần đầu tiên được ôm ở ngoài đường chứ thường tôi ôm trong bếp không à. Ôm xong cái hung môi đứng ngoài đường ai nhìn kệ tranh thủ được phút nào hay phút đó xong đâu. Rồi.
đó là lạ lắm đúng không? Dạ, đó là lần đầu tiên ôm và hôn ngoài đường, còn lại là trong bếp không. Rồi dạ. Tức là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ là khoảng 1 năm. Rồi đám cưới rồi gì? Vui không? Vui lắm anh. Đêm đám cưới đó vui không? Dạ cũng vui. Bất ngờ, nói chung là nói thiệt thì em nói chung trước giờ em đi làm nhưng em cũng không quen ai trơn á. Em cũng là người yêu đầu tiên chứ trước đã vậy em cũng không quen anh nào hết. Em mới lớn mà anh hết luôn rồi. Có cho cơ hội để hôn người khác đâu. Sao hồi đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc mà vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em vậy? À, vậy thôi. Rồi em trả lời sao? Không biết. Thì xong rồi vậy qua đêm thôi tới sáng. Suốt đêm bé nó hỏi nhiều câu hỏi khó. Dạ khi mà biết rồi thì không hỏi nữa. Chắc có người là xỉu đó. Vừa thấy nó còn xỉu. Rồi sau khi cưới về bây giờ là đã 2 năm chung sống với nhau. Vậy thì bây giờ hai em hãy kể cho anh nghe đi tật xấu của nhau đi. Vợ em xinh đẹp vậy có tật xấu gì không? Dạ thì cái lớn nhất là tánh còn nít, nhưng mà trong đó là cái đáng yêu. Nói chung là đối với độ tuổi của vợ em bây giờ á, mà biết suy nghĩ, biết làm việc phụ với chồng, lo cho con và lo cho gia đình, như vậy đối với em là quá tốt rồi. Chỉ con cái là hay nóng tánh, mỗi lần giận là cái nạt em. Rồi còn em? Ông nói nhiều lắm. Đi gì gặp đường cũng nói trơn á. Người ta vượt đèn đỏ cũng nói, người ta ăn mặc sao đó như là hơi lạ lạ xíu cũng nói. Rồi cái đứa nào mà chị nào nhộm tóc mà xanh quá vàng quá cũng nói, gì cũng nói hết trơn á. Nói chung ảnh hay nói nhiều lắm. Để ý nữa kỹ tính, chỉ có cái là kỹ tính quá nhiều khi em cũng khó tánh cho nên có khi nào mà em giận quá rồi không cho vô nhà rồi đuổi đi luôn đó. Là lần đó em đi về quê đám cưới gia đình đó, là em xin đi á, nói thẳng là xin vợ đi 2 ngày tại vì ở xa đó. Nhưng mà về đó vui quá, cái em ở thêm ngày nữa là 3 ngày. Về là mặt vợ em đóng gom, vợ em lấy cái bịch đen lớn như vậy nè, gom hết quần áo mền mùng gối của em á, bỏ vô cái bao đen, bịch đen á. Cái nói anh xách đi, những cái gì mà của anh em bỏ ở đây hết rồi nè, anh lôi đi hết đi. Đúng rồi, lúc đó em nóng lắm, tại vì á lúc đó cũng mới cưới đâu nửa năm mà. Dạ lúc đó em cũng năn nỉ mà vợ không chịu nên em phải xuống nước. Cái em ấy xuống nước cũng không được nữa nên bây giờ em mới gằn lại. Bây giờ em kêu anh đi đúng không? Đúng. Đó, dựng đồ trong đây là của anh hết đúng không? Đúng. Đó, bây giờ á anh đi là anh đem hết đồ của anh đi đúng không? Đó, cái vợ mới nói đúng, anh đi đi. Cái em lấy cái bao đen em trút hết đồ ra. Em lấy cái bao em trùm vô người vợ em kéo đi. Em vác, em lôi em ẩm đi. Trời ơi. Cái lúc đó em mới bực mình, em nóng em đâu biết gì đâu, tự nhiên mình đang ngồi đó. Mình đang ngồi mình ấm mức lắm kìa. Cái ổng làm vậy mình tưởng đâu ổng tính đánh mình không. Ai ngờ đâu á. Anh im, cái không khí nó im điềm xuống hẳn. Cái vợ mới hỏi anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Bôi em ra coi. Cái em mới nói thì anh kêu em kêu anh á là cái gì thuộc về anh á, anh lấy đi hết. Thì em là vợ của anh nên anh phải mang em đi. Con. Sau đó hai chồng ôm nhau làm quà luôn rồi xong. Ở tiếp, không đi nữa. Ở tiếp? Dạ. Hay quá, dễ thương quá à. Mai mốt vợ tôi mà đuổi tôi, chắc tôi làm cái trò này nữa. Rồi bây giờ nè, em dạ. Mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em khó nhiều thứ lắm nhưng mà em thấy anh cũng ổn. Nhưng mà có cái là bớt nói nhiều lại. Nhiều khi nói qua em bực lắm. Tại danh vợ em hay là cầu toàn, giống như là em là phải hoàn hảo nhất. Rồi giờ tới em. Dạ. Mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Em muốn bà vợ em thay đổi là bớt nóng, là khi mà hai chồng cự nhau á thì chồng nhịn tiếng, vợ nhịn tiếng. Nhưng là để không có chuyện gì xích mích lớn xảy ra. Tại vì khi mình nóng á thì mình sẽ không kiềm chế được lời nói. Thì mình nói những câu là buồn lòng nhau, khi mà hòa rồi á thì những cái buồn đó nó có thể là còn giữ trong lòng. Còn một cái của vợ em nữa, cứ nghĩ là chồng mình lúc nào cũng là số 1, lúc nào cũng là siêu nhân hay gì, cái gì cũng phải muốn hoàn hảo hết. Chứ em suy nghĩ trong đầu em là em hoàn hảo rồi, em tốt lắm rồi, cố gắng để tốt rồi. Vậy mà chồng em á, mà nếu như không đạt được cái gì đó thì em sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Trường hợp của tụi em ở đây á thì là vợ của em mặc dù ít tuổi nhưng mà vợ của em có một cái chính kiến tương đối là nó là và một cái lập trường tương đối kiên định về những cái điều mà cổ suy nghĩ. Trong cái việc mà em đòi hỏi ở chồng em như vậy đúng chứ không có sai, nhưng mà phải đúng cách, hiểu chị không? Đừng để bạn chồng bị mất định hướng, xong bạn chồng làm mất hết những cái gì bạn chồng đã tạo ra. Tại vì sau này cái người chồng sẽ là cái người mà phải là trụ cột cho mình. Mà nếu như bây giờ một lúc nào đó mình làm ảnh hết gai góc, anh như là cái viên bi rồi là mình khó. Tại vì nó viên bi mà em để xuống đất thì nó lăn hoài, không biết chừng nào nó mới dừng. Chỉ khi nào nó có một cái gì chận lợi nó mới dừng thôi. Đúng nhưng mà phải đúng cách, đó là cái mà chị khuyên bé. Đó, còn em cũng vậy, thương vợ nhưng mà phải biết cách thương, đừng thương mù quáng. Sau này em giống như thương con vậy đó, hiểu không? Hai em quá trẻ đúng không chị?
Nó quá đẹp luôn, tình yêu quá đẹp. Vợ em á, là cái tánh của vợ em á, là sau này vợ em thành đạt á, chứ không có đơn giản đâu. À, một ngày nào đó sẽ chứng kiến người phụ nữ này sau này sẽ thành đạt, và đây sẽ là một người đàn ông Mr. Perfect nha. Rồi, xin chào. Em tên là Tuyết Trinh, em 24 tuổi, em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Con em? Dạ, con em là Thanh Sơn, em là kỹ sư cơ khí. Trinh Sơn. Dạ, Sơn bao nhiêu tuổi? Em 33 tuổi ạ. Sơn là người Hà Nội? Dạ không, em người Bắc Giang. Thế thì là em đã vào trong Sài Gòn này lâu chưa? Dạ em vào được 14 năm. Anh đoán thôi nha. Chắc có lẽ là em vào đây rồi em làm việc rồi em gặp một cô gái xinh đẹp như thế này em cưa cẩm rồi. Thế là hai người yêu nhau và cưới nhau thôi đúng không? Dạ anh ơi đúng. Đoán quá mà. Anh đoán giống như là không đoán vậy đó. Tôi đoán giống như cô Trương nha, 2 x 2 = 4 vậy thôi à. Rồi, thế thì bây giờ hãy kể về cái chuyện tình của hai bạn như thế nào. Dạ, thì cái này cũng là do một phần tình cờ. Tức là bác của anh là bạn với lại ba em ghé nhà chơi. Lúc đó thì ba gọi cho em, ba kêu là có anh cháu của bác đến thăm. Xong rồi em cứ nghĩ là chắc là mai mối con gì, chắc tưởng con ế cái gì mà tự nhiên mai mối cho con. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Em 22 tuổi. Em 22 tuổi? Dạ. Thế còn em? Mới đầu em thấy ghét lắm. Thì thực sự không biết là qua mai mối đâu. Hai chú cháu đi nhậu nhà hàng về thì chú bảo vào đây chơi. Thế vào thì vô tình gặp. Hát thì cháu hỏi ra ngoan về bảo ủa chú, sao cái đứa nó nhỏ tuổi mà sao nó hốn quá. Chào nó, nó chào lại. Thế chú bảo nhìn vào được không, có muốn cua. Thế bảo lúc đấy trong đầu ghét rồi, không thích rồi, nhưng mà nói chú à, giờ cua cho bỏ ghét. Lên chiến dịch cua, cua cảm. Chiến dịch chinh phục đó. Dạ. Nhưng mà hôm bữa đó là em không thèm chào lại là lý do là em không có cảm tình với anh này đúng không? Trước khi gặp là em đã không có cảm tình, tại vì là nghe ba mẹ nói mai mối là em đã không thích rồi. Là bạn này là bạn không thích cái vấn đề mai mối. Bạn đâu có ế rồi cứ mai mối, cho nên là không phải anh này mà bất cứ anh nào bạn cũng sẽ đối xử như vậy đúng không? Tại mới đầu nên là giống như là hơi chảnh xíu. Rồi. Lúc đấy là em có nói với anh là cua cho bỏ ghét ấy. Nhưng mà người ta nói là ghét của nào trời sao của đấy. Đúng, ghét của nào trời sao của đấy. Và tự gục ngã với cái gọi là chiến dịch trả thù của mình. Ta gọi là gậy ông đập lưng ông. Hai em coi như là gặp nhau, quen nhau và yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Quen nhau được hơn một năm. Quen nhau hơn một năm mới cưới? Dạ. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. 6 tháng đúng không? Dạ. Như vậy là yêu nhau một năm là em mới cầu hôn cô này đúng không? Trong 6 tháng về ở chung với nhau, vợ em có tính xấu nhiều? Dạ có, tính xấu là bù lô bù loa. Ví dụ ngay cái hôm tham gia chương trình Vợ Chồng Son này này. Thì thực sự vợ chồng em rất khoái cái chương trình này. Thì chị Ninh có gọi điện, ngày mai em đi casting được không? 18:30 buổi chiều. Thì vợ em phải làm buổi chiều, thế không được. Chỉ có một vấn đề nhỏ đấy thôi, bắt đầu bù lô bù loa, dọn cơm ra bàn. Thì bắt đầu không ăn luôn, ngồi trong cứ ăn giờ sao. Tức là làm ghê lắm cơ. Chỉ tưởng tượng mà giống như là con rán ấy. Mà nó nằm ngửa xong tất cả cái chân nó đạp lên trời là vợ em như vậy. Là như vậy. Dạ. Cũng ngửa ra xong vâng. Vậy. Vâng, nó vui đó. Xong rồi một hồi em bảo thế có ra ăn cơm không? Không ra ăn cơm anh không ăn đấy. Thế ra em hỏi đâu rồi, nói anh nghe chị Ninh nói sao. Chị ở buổi chiều mang được rồi, vấn đề đơn giản thôi, để anh gọi điện cho chương trình để chuyển sang casting buổi sáng. Thì là mình đi rồi, ok, đơn chẳng có vấn đề đúng không? Đơn giản, chẳng có gì. Cái thứ hai nữa gọi là cái nghiền mua đồ. Mà mua đồ gì? Nhưng người ta mua đồ hàng hiệu thì chắc là em chết rồi. Không có gì chết là hết răng để bán. Tức là như này, toàn mua một bộ quần áo để phải là 2 cái bao tải rất là to. Nghiền đến mua đồ mà đang chạy xe đi học ngoài đường này, thấy bộ đồ đẹp ghé vào mua luôn, không có mặc cả gì hết. Mua về thế có một người nào chê là không mặc. Là không mặc. Thế chính vì nó nhiều đồ dư này, cái đó là rất lãng phí. Là tật xấu đó. Vâng. Có nghĩa là em cũng mong muốn là vợ tiết kiệm đó. Tiết kiệm những cái... Rồi bây giờ ngoài cái chuyện mà mua sắm đó thì còn cái gì nữa không? Thế cô này cũng có ghen không? Không có ai vượt qua em ghen. Về vấn đề ghen tuông. Vâng. Ôi, vậy là ghen quá đúng không? Vâng. Ví dụ vào face của chồng, tìm ra những bạn gái cũ của chồng. Phần sau em để cho vợ em cả. Sao? Tình cờ thôi, em lên Facebook sao em thấy là có một cái comment nó hiện lên là ở gì em xinh quá hay là bạn xinh quá gì đó. Lúc đầu em mới ngày nào cũng kiểm tra Facebook của anh hết. Mặc dù là hai người vợ chồng nhưng mà không muốn kết bạn trên Facebook luôn. Em cứ hay tên xem tin nhắn Facebook, tin nhắn điện thoại rồi kết bạn hay là thông tin của cái người bạn gái cũ. Em coi những cái đó rồi em làm cái gì tiếp nữa? Không, em xem. Cái ghen chúa này là nó phải chúa lắm đó. Chứ còn này là bây giờ Sơn kể đi tại vì thấy giờ. Dạ, mỗi buổi tối đi ngủ vợ có cái tật là bắt chồng phải kể chuyện những người bạn gái của mình. Mà hôm nào ấy không kể thì là bắt đầu đạp như con rắn không chịu ngủ. Thế gì chồng em kể về người cũ của anh ấy thì là em vui cho nên em ngủ ngon đúng không? Muốn hỏi thử hả anh, coi là anh có kể cái xấu người cũ không, để sau này lỡ trường hợp mà hai đứa có giận nhau giận kể xấu người khác nghe. Ủa như vậy là mỗi đêm kể về một người bạn gái à? Từ lúc lấy nhau tới bây giờ là anh kể cho em nghe bao nhiêu người bạn gái rồi? Anh chỉ có 2 người bạn gái thôi chị. Vậy thì đâu có gì đâu mà ghen chúa trời. Dạ kể chuyện như thế mà thấy vợ vui thì nó là bình thường rồi.
Nhưng mà có vấn đề nữa là vào Facebook của chồng. Mà chồng vào Facebook của vợ thì không cho. Vào Facebook của chồng xong rồi thấy khen cô nào bắt đầu điều tra. Rất là khổ như vậy. Tại vì em có coi nhưng mà liếc. Ủa em không tin Sơn hả? Tại vì em rất là sợ cảm giác bị lừa dối nên em muốn kiểm tra vậy thôi. Để mình an tâm. Em à, rồi em lấy chồng mà lớn tuổi hơn mình nhiều á, em có cái cảm giác gì cách biệt về cái suy nghĩ, về cái cách sống, về những cái lý tưởng không? Dạ cũng có. Còn Sơn thì sao? Sơn có thấy cái sự khác biệt giữa cái lấy cô vợ mà nhỏ tuổi hơn mình á, phải chiều chuộng, phải hòa nhập theo cái cách sống, cách suy nghĩ. Em có cảm thấy cái sự cách biệt đó không? Thực sự là nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà đôi khi là nó cũng có những cái bất cập trong cuộc sống. Em ví dụ như cái chuyện để sinh hoạt trong gia đình ấy. Em là người miền Bắc thì mỗi vùng miền nó có một cái khác nhau. Và cái sinh hoạt ví dụ như ăn cơm chẳng hạn, thì em thích là hai vợ chồng quây quần để ăn cơm. Bữa cơm gia đình là quan trọng. Vâng. Thì vợ em thì về muốn ăn tô, hỏi vào sao vào sợ rửa chén. Một vấn đề nữa là vợ em trẻ thì đôi khi là vợ em là cái suy nghĩ nó còn trẻ con quá. Rồi cái sự chênh lệch, em thì là 33 đúng không? Dạ. Trinh thì 25. 24 ạ. 23 với 24. Vậy thì nó chênh lệch với nhau về tuổi tác. Thì cái tâm lý tâm lý của các bạn chắc chắn nó sẽ khác nhau. Đúng không? Dạ. Người tâm lý này, người tâm lý nọ. Rồi vấn đề tâm sinh lý nữa. Cái chênh lệch. Có thể hai bạn có thể là chênh lệch với nhau và có hòa hợp với nhau. Dạ, cái này thì về cái về tâm lý thì nói chung là hai đứa em thì được cái là cũng có một điều là chỉ hay khắc khẩu thôi. Còn cái vấn đề mà ABC anh nói ấy, thì nói chung là chúng em rất là ok. Đôi khi là vợ rồi ngủ sớm hơn chồng. Nên là vấn đề đấy thì chúng em rất hòa. Thực ra thì anh Thuận hỏi vậy thôi chứ còn chị không cần hỏi, chị có thể đoán được là Sơn đang ở một lứa tuổi sung mãn nhất của người đàn ông. Mà bé này thì lại mới tuổi mới lớn á, mà gặp một người đàn ông như thế này, cả về tâm lý rồi tất tần tật mọi thứ là đều có thể đáp ứng được cho em, hiểu được tâm lý của em, chiều được em, đúng nghĩa là một cây tùng cây bách cho em đó. Đó cho nên rằng chị thấy là em là may mắn lắm á. Cho nên chuyện mà mình thay đổi theo như mong muốn của chồng á, theo chị thì cái đó nên là sao, không phải là cho chồng mình không mà nên cho bản thân mình nữa. Vì sao? Vì bây giờ mình không phải là độc thân nữa, mình đã có gia đình rồi. Có gia đình thì sao, tiếp nối phải là làm mẹ, làm người chủ, một người phụ nữ tề gia nội trợ trong một cái gia đình nhỏ của mình. Thì khi em chín chắn, khi em biết quán xuyến rồi thì nó sẽ tốt cho bản thân em. Thế rồi bây giờ Sơn mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Có hai điều. Bớt cái bù lu bù lu. Không phải bớt mà bỏ được đi là tốt. Yên tâm đi, chừng nữa có em bé rồi đó. Là cô này cũng không có dễ dừa nữa đâu. Bù lu bù loa tức là em phải. Hiện giờ em đang dạy dỗ một em bé đó. Chị nói thiệt, nói là vợ vậy thôi. Nhưng mà vì mới bước qua cái gọi là ngưỡng cửa của sinh viên. Cho nên rằng em phải hướng dẫn, em phải bắt đầu uống nắng. Coi như gần như em thay cha thay mẹ của vợ em đó, để em uống nắng vợ em. Cho nên từ từ em sẽ có thành quả. Nhưng mà em đòi liền á thì chị nghĩ rằng không thể nào liền được. Còn gì nữa không? Bớt nghiền mua đồ linh tinh. Đó, có đó thì đúng. Mua cái nào thì xứng đáng mua. Mình chính mua xác định mình mắc một chút. Chuẩn bị đi, mai mốt là có em bé chính rồi xác. Tất cả mọi thứ là phải dồn vô em bé. Chắc chắn là vợ em sẽ bớt nghiền mua sắm. Gom cái 10 món đó lại thành một món rồi. Thì còn em, em muốn chồng em thay đổi điều gì? Ước muốn này là từ hồi Tết rồi, là anh không có bỏ được thuốc. Tại vì anh nói với em là qua Tết anh sẽ bỏ, mà cuối cùng tới giờ vẫn còn luôn. Ra chồng xem rồi gói ghém sao chiều vợ đi. Chứ để tốt cho con bây giờ làm sao mà bớt thuốc. Bớt thuốc để lại cho em bé để sau cho này nó khỏe mạnh đó. Khỏe mạnh rồi còn mau chóng cái em bé nữa chứ. Thôi xin chúc cho hai em lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và sớm có tin vui. Trời, nam thanh nữ tú ha. Chào hai em. Can you speak Vietnamese? Chúc à. 10 thì nói được bao nhiêu? Tôi tên là German. À, rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Giới thiệu. Introduce yourself. My name is German. Trời ơi, sorry, cái gì sorry. Vậy? Ok, làm lại cái nghe. Alo. Rồi, alo. Có mà. Hết hồn. Alo. Có tiếng mà. Alo. Alo. Đức, test micro ấy. Alo. Cầm một hộp pin đẩy xuống đây cho em đi chị ơi nha. Alo. Rồi, bên nó bị. Low battery. Chúc đưa Đức biết hát một câu tiếng Nga. You can sing in Russian.
No, it's just a little bit. Yes. Sing. Cái bài gì? Thùm phô la nè sơ. Ủa, là tiếng Pháp rồi. Qua tiếng Pháp rồi. Rasvita Lia proyi i grushi Paplene Tumano i napricoi Выходила на берег Катюша. Катюша, Катюша. И берег на крутой. Còn không biết hát. Không biết hát, hát mới hay, mới dễ thương. Bè theo. Rồi. Rồi bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. My name is German, but you can call me Toi Ten La Dick. Đức. My Vietnamese name. Where you from? Where you from? I from Nga. Russia. I from Nga. Russian. Oh, Russian. Yes. What's your job? My job now I'm model in Vietnam. But before I worked in tourism, a guide, history guide. Oh, tourist guide. Huh? Yeah. For Russian people, I give history. Vietnam in excursion. Yeah. Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Rất là ngưỡng mộ. Có nghe nói là ảnh là người mẫu nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu chung với em. Diễn viên người mẫu tự do. Ủa Đức ơi, Đức là người Nga, sao Đức không lấy tên là Nga mà lấy tên là Đức? Germany. No, just name. Tại vì ảnh tên là German mà German dịch ra là Đức. Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Okay. Hát cùng nhau. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Đây là tiếng Việt Nam, dịch là tình ca. Cảm ơn. Tình Katyusha. Katyusha, yes. Rồi, bây giờ tới em. Chưa hỏi nữa, how old are you? Đức. I am 26 years old. Not 16. 26. Okay. 26. Dạ, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. 26. Chắc lẽ là bị nhầm 16 tuổi hoài. Dạ, đúng rồi. Tại vì mọi người cứ nghĩ là ảnh còn trẻ hơn em. Nhìn rất là Nikolai á. Đúng rồi. Nikolai, chip. Dạ, Rồi, mời em. Dạ, thì trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô chú. Dạ, tại vì em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ. Không sao chừng dạ. Sao đâu cô chú được mà. Cô chú đi cho dễ trò chuyện. Dạ, con tên là Thình Bùi. Là tên Thìn, là Thìn. Con rồng. Năm nay con 21 tuổi, Thìn đang Bùi. Là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event chính xác hay sao? Luôn. Dạ là có một buổi hướng dẫn catwalk và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn Tây tập catwalk. Dạ thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ nhiều lắm, nhiều các nước. Thì lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ chắc là mới đầu á con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi kết quốc đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á, con cũng nhận lời xong rồi tới đó. Xong rồi con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa, chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn kết quốc thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi.
con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được, được. Cũng handsome hả? Mặt baby. Dạ. Có phải gu của con không? Chắc cũng chút chút. À, chút chút. Dạ, tại vì con cũng không có tiêu chuẩn nữa. Nên là con thấy đẹp trai con cũng khoái. Dạ, xong rồi con thấy ảnh cao, ảnh cao 1m88 lận. Đó cũng là một chiều cao lý tưởng. Thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Thì mới nói chuyện, mới hóa ra là à, hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cơ hội. Dạ, có cơ hội để tiếp cận. Thì rồi sau đó chút nữa kể. Dạ. À, bây giờ phải hỏi Đức nè. Cái lần đầu tiên mà the first time Đức nhìn, Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah. I like it. So professional. Dạ, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con là trắng quá. Thì anh nói là ảnh nhìn con xuống luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin và rất là đẹp. Thì con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là ờ, con nên làm răng đi. Con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm. Hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi. Tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á là tới cái buổi kết quốc đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ, cái điều đó con mới biết, con mới suy nghĩ là ồ, vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cái bà thầy coi đúng. Gọi là gì, là duyên tiền định đó. Là thông qua cái hàm răng. Ngày giờ làm răng và coi như là nghe lời bà thầy. Bà thầy đã linh nữa nha. Ừ không, mà cũng đúng chứ bộ. Tại vì bạn này là bạn ấn tượng liền cái hàm răng. Rồi đến nụ cười. Thì đúng rồi. Liên quan đến vấn đề mà gọi là thiết kế nụ cười đó. Dạ. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau? Kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên. Chắc là nhanh lắm luôn á. Tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh tại cũng... vì về là có Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn. Tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Thì cái ảnh lên ảnh mới nói là ảnh mới viện cớ là ờ, tôi không có biết gì về Việt Nam hết. Sài Gòn tôi không rành. Nói tiếng Việt luôn? À không, tiếng Anh. Thì con dịch ra như vậy. Thì bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới, à, con là Sài Gòn chính gốc luôn. Con biết rất nhiều chỗ. Con nói là, vậy thôi, mai gặp luôn đi. À, tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai, cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cũ. Do you understand what I say? Okay. Đức có nói được tiếng Việt không? Đức nói đi dễ thương lắm. Can you speak Vietnamese a little bit? Maybe cute. Try. Đức có nhớ chiếc xe máy lúc đó không? Do you remember motorbike you use? I know only Vietnam. Vietnamese. Nói Việt Nam. You speak Vietnamese. Nói bằng tiếng Việt Nam. Okay. What I need to say? Xe. Maybe xe. Just hello. Đẹp. Chào. Xin chào. Đẹp quá. I know my girlfriend and boy say so many times. Kỳ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chị vậy? Tức là bạn chỉ biết được một vài từ thôi đúng không? Dạ. Cái câu thì chưa biết nhiều lắm. Bạn có hiểu nhưng mà bạn sẽ không có nói dài dòng được. Tiếng Việt mình khó lắm. Dạ, em ơi, rất khó luôn. Bạn đang cố gắng học. Dạ. Rồi, cái lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ hả? Dạ, cái xe chiếc Vespa sao? Suzuki. Suzuki cổ. Rồi. Dạ, đúng rồi. Lúc phải, đó tới chở em. Dạ, phải đạp mới lên máy mới vô ra lên được. Thì ảnh mới tới gặp con thì ảnh lúc đó em gặp ảnh thì em thấy sao? Dạ rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á
Dạ ảnh mặc đồ khá là đơn giản và chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Càng cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa nè? Dạ thì lúc mà con lên xe thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy, con không có dễ dãi như vậy. Con mới nói là no thank you no. Thì ảnh mới đạp số vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém té luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan, ảnh có kế hoạch. Có kế hoạch đó. Cố tình đúng không? Are you okay? Because my bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan, it's not my plan. I don't believe it. Tức là ông nói cái xe của ông nó crazy, nó điên điên khùng khùng vậy thôi chứ ông không có kế hoạch, nhưng mà chị không có tin. Chị chắc chắn con trai Việt Nam cũng vậy á đó. Yeah, the same, the giờ là Việt Nam Vietnamese man. She have plan the same you. Oh. Motorcycle. His motorcycle. Oh. Yes. No. His no. wife. Oh. Job up ôm. Hiểu chưa? Well, it's đó. Cool. You don't believe. Yeah. You don't believe, huh? Yeah. I understand. Yeah. I understand you. Rồi yeah. Sao nữa nè? Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Vậy là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Khiến thôi. Dạ. Khiến gì kế hoạch rõ ràng. Em cũng hồi đó em cua vợ em cũng vậy. Em cứ lựa ổ gà em phóng vô rồi em rồ máy liền để cho người ta phải ôm em. Không phải nó khiến đó chị ơi, khiến. Rồi, rồi sao cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng mà với cái lúc đó là con là cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây. Con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường. Cái ảnh chỉ con. Cái ảnh mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè. Quá trời chỗ luôn. Con mới kêu là như ông biết hết á, phải không? Đúng rồi, thì ảnh là hướng dẫn viên du lịch 4 năm ở đây rồi. Mà ông làm bộ làm tịch bởi có plan hết. Thì cô nghĩ là có plan hết rồi. Đúng rồi. Thì con mới khá là bất ngờ. Ủa tại sao anh biết hết mà anh còn hỏi em nữa? Mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó, nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Anh xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Thì cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian đó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ôi bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi, anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Đó, nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên anh nói câu đó là anh là em biết là con biết là ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Dạ. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Là dạ. Bồ đó. Đã. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á, khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau, nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là ủa, tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không? Ảnh không hỏi gì hết. Tất cả mọi thứ là tự nhiên tới, xong yêu nhau, rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua, xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà ảnh hết trơn à? Thì tại vì con từ từ con dọn qua cái xong con mới nói mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con là ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi, và ảnh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn, ảnh không muốn hỏi, bởi vì người nước ngoài á họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy lạ, mà thôi đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp. Nên là không có ngày kỷ niệm, nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên, nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức, ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? About Vietnam food? Mm-hmm. Yes, I had I have one story about the first date.
Thịnh Bùi. Con tên là Thịnh Bùi. Thịnh Bùi, she decided to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho bạn. Yeah, dinner, dinner. And she asked me what I like. And I say my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Yeah. Phở gà. Soup, phở gà. Soup noodles. Yeah. Why it's so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. For her it's really challenge because need so many ingredients. And we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later I like it. Yeah, so delicious. She can cook. Yeah. It's for me, I mean for men, it's so important when girl can cook. But most important when girl can try and study, because she don't know, it's so important, but she try and study. Dạ, ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu. Không biết nấu. Chết rồi. Ba đâu có dạy đúng không? Tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở, là phải ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt. Trời ơi, quá dễ luôn. Bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở điện thoại ra, con search Google để xem những nguyên liệu làm phở gà. Cái gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn. Nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới ngon được. Thì anh lên phòng khách ngồi. Mở Google cái... tiếp. Con lên con mở Google tiếp. Nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ cho con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước từng bước. Mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà thôi mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, không quá healthy luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe, nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress. Nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng khá thay là đổi nhiều đúng không? Khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt, nhiều nêm miền nữa. Chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi. Đúng không? Dạ. Nhờ gì con có lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không? Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau, nên là con coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu. Nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con không nấu là luôn. Con không được ăn luôn. Dạ, đó ví dụ như bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được ăn nữa, bỏ nó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi, vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc. Dạ đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy là hình như là rất là tốt cho bản thân mình, với lại nó giúp mình trong sức khỏe rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực làm việc ổn hơn á, thì con cũng từ từ thay đổi quen thay luôn. Thay đổi luôn. Dạ. Này là hai đứa sống nhau được bao lâu rồi? Dạ hơn một năm thôi. Cũng mới nhưng mà
thật sự là con rất là nể ảnh. Bởi vì con là một người khá là hòa đồng, nên là hay thích đi chơi, ăn diện, rồi cà phê với bạn bè, chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn. Nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á, mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á, thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn, là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh 1 tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi, có hồ bơi nữa, thì khoảng từng 45 phút, ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy, nhưng mà mình chạy xong á, tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút xông hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa, rồi xong lại lên để vô cái phòng xông hơi, nóng là nóng luôn và lạnh là lạnh luôn. Thì ảnh có nói là ở bên Nga là người ta, khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình sợ mình không có vượt qua được á, người ta hay lo lắng. Nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold, right? You like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming winter, but so cold, ice. For healthy. After you so happy, so comfortable, because first hot, after so cold, and your body comfortable. Look, you live here for 4 years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah. You miss your parents. Sorry. You miss your parents. Parents. Yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam. And she lived it in Nha Trang. Nha Trang. Yeah, and we met so many times when I worked in tourism. Yeah, but now, I wanna meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. And I am introduced to my parents. Tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ, chắc là phải hỏi ảnh thôi, không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. 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 Do you know Moscow? Around 5 hours. By plane, 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. From Moscow to my home, 5 hours. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ, đúng rồi, đang trong quá trình làm giấy kết hôn. Tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc, mình cũng phải đợi nữa. Như vậy là, nhưng mà là em, ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết, em cũng là... vậy luôn. Dạ, nói chung bây giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi. Dạ, đúng rồi. Là tại vì dịch. Dạ, đúng rồi. Là hai đứa là định ở đây, có định là qua Nga sống không? Tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa. Nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á, thì tụi con tiếp tục. Còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý, bố mẹ của Đức á, có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm. Cái đó là dấu quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Rồi thôi bây giờ tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, em thấy nó bất ổn quá chị. Bất ổn. Tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thiền á, toàn là khen Đức không. Thì đó, bởi vậy bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì nãy cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi vậy là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha, nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó, như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi. Thì
ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm, nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em, thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại, giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó, thì how did you react when I kissed you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh tự nhiên like cái con like it, yes, yes. Dạ, xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng, hey wanna eat, hey wanna eat. Cái giọng á không còn như vậy nữa mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao sao reaction? Example. Actually, yes, yes, yes. But when we go to market and in Bui so many times, can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And you? Yes, but I'm at home, at home. And when you react, can you react when you hungry? I want to eat. Yeah. Xong rồi it's so funny. So funny. Dạ, đúng rồi, tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa, mà tất cả mọi thứ luôn lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ, thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ, với lại mình được làm chị. Dạ, còn gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Trời, ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là ơi, tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá? Tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá. Thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy, ảnh mới ảnh mới im lặng. Thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng đi ngủ. Xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì ảnh mới lấy, thì thà cho người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra, không em đang ngủ cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Cái xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy thì mới thấy ủa tại sao anh cầm điện thoại của em. Xong mày em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì ảnh mới dịch cái câu đó ra, thì em mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì. Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Anh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tính chất riêng tư xíu đó. Thì em nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. When you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy, you remember? Yeah. But he like you, not like me, okay? Okay. Like I got you. I got it. You okay. Chose. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Thôi, coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu phải hết. Phải ghen chứ em. Trời ơi, vợ xinh như thế nào không ghen sao được. Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous? Or maybe something? Okay. Usually it relate with food. Food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Câu smell là bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Yes. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my god. Yeah. It's so hard it. For me. I don't understand. And she likes to add so many sugar everywhere. Every time I say chup chup sugar, chup chup. But so many, every time. Coffee, tea, food. You don't like sugar? Little bit. Mm. Sometimes. Not every day. When you remember I'm jealous.
jealous when maybe you talk to another girl or you look picture another girl. And how are you feeling? You remember? Oh, yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend, and she pay attention, and who is it? Why you text with her? But I say it's just my friend. We worked before together. Oh. À, em ghen luôn. Vậy đó. Là con cũng ghen hả? Đúng dạ. Không? Con cũng ghen. Đâu đâu cái đó là trời thần đất lở chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute misunderstanding. She gets angry. She starts speak Vietnamese a lot. But I don't understand. But blah 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 blah. Nói tiếng Việt. Actually I'm really like because it's so cute. And after she gets angry more. Dạ, điên hơn. Dạ dạ dạ. Tại là con nói tiếng Việt nhiều quá. À, là gây lộn mà dạ. Gây tiếng Việt không? Dạ đúng rồi, cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm, xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. Ảnh how did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say, oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Ki ye, tai oi, sao, and Homa. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng, tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn thì thay đổi nhanh lắm. Tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại và con không cần thay đổi gì hết. Thì thì đó, ảnh perfect quá rồi, thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu á. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Dạ. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Do you want I change something? Actually no. I like her personality. Okay. Yeah. She changed I think enough for me. So comfortable and I love her who is she? I love her. Yeah. Ok. Vậy thôi giờ chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn có em bé chưa? Dạ con cũng chưa có nghĩ tới từ đó là tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á, nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi. Enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Anh sẽ gửi con anh đi học. Rồi, xin cảm ơn các em. Thank you very much. Xin cảm ơn.